Người đàn ông này đang cầm búa lớn, đập từng nhát vào bức tường. Anh ta càng đập càng hưng phấn. Chỉ cần người đàn ông này phá được bức tường trong một tiếng thì có thể nhận được phần thưởng 10.000 đô. Đây là Just Dustin, một đại gia ở Mỹ, tốn mất một tháng để tạo ra chương trình vượt ngục này. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, chỉ cần phá được tường trong thời gian quy định thì có thể nhận được 10.000 đô tiền thưởng. Người tham gia là anh áo cam bị nhốt và hai người bạn ở bên ngoài của mình. Sau khi trò chơi bắt đầu, người đàn ông dùng một chiếc thìa đào. Nếu có thể dùng chiếc thìa này đào thủng tường trong một tiếng thì có thể nhận được phần thưởng, nhưng hiển nhiên điều này là không thể. Nhiệm vụ của hai anh bạn là giúp người bên trong mở ba chiếc hộp được đặt ở bên ngoài. Mở khóa nhiều công cụ hơn, trong hộp có một số công cụ phá tường cỡ lớn, có thể đào xuyên tường nhanh hơn, nhưng mở hộp ra không phải chuyện đơn giản. Kính trong suốt quanh chiếc hộp cực kỳ cứng, hai anh bạn lại không có bất cứ công cụ gì, chỉ có thể mở nó ra bằng tay không. Trò chơi chính thức bắt đầu. Đầu tiên hai anh bạn quyết định mở chiếc hộp nhỏ nhất. Chỉ thấy anh áo đen nhấc chiếc hộp qua đầu, sau đó dùng sức đập nó xuống đất. Đáng tiếc là chiếc hộp chẳng sứt mẻ gì. Nhờ sự giúp đỡ của anh áo cam, anh áo đen mang chiếc hộp lên nơi cao nhất, dùng sức ném chiếc hộp xuống đất. May mắn là chiếc hộp đã được mở ra. Chiếc hộp đầu tiên mở ra khá dễ dàng. Những thứ họ lấy được từ trong hộp gồm một cái chùy, một cái búa nhựa, một cái sẻng sắt, một hòn đá. Chả hiểu kiểu gì Just Dustin để một cái chùy vào trong có tác dụng gì. Cuối cùng người đàn ông cầm sẻng sắt phá tường. Rõ ràng dùng sẻng có hiệu quả hơn thìa rất nhiều. Tiếp đó hai anh bạn lại bắt đầu nghĩ cách mở chiếc hộp thứ hai. Nhưng dù đập gõ thế nào, chiếc hộp vẫn cứ lì chơ chơ. Thậm chí dùng cách mở chiếc hộp đầu tiên để mở chiếc hộp thứ hai cũng không thể mở ra. Cuối cùng anh áo đen mang hẳn hộp lên nóc nhà kho, nhấc nó qua đầu rồi dùng sức ném xuống đất. Làm vậy mới mở được hộp. Thời gian lúc này đã qua 30 phút. Họ lấy được một cái rìu, một cái búa và một cái xà beng trong hộp thứ hai. Người đàn ông này cũng liều mạng thật. Bức tường cứng như đá bị đập lủng một lỗ, nhưng cái hố nhỏ này chẳng nhăm nhó gì. Tiếp đó hai anh bạn lại bắt đầu giải quyết chiếc hộp thứ ba. Chiếc hộp thứ ba là to nhất, kiên cố nhất. Bên ngoài chiếc hộp được bọc bằng sắt, rõ ràng đây là chiếc khó mở nhất. Họ tìm tất cả mọi cách để mở nó ra, nhưng hình như không có tác dụng gì. Chiếc hộp không hề động đậy. Cuối cùng đành phải ký thác hy vọng vào anh áo cam. Dù sao dáng vóc của anh ta cường tráng hơn. Chỉ thấy người đàn ông ra sức bổ rìu vào chiếc hộp. Không lâu sau, một lỗ thủng nứt ra trên bề mặt hộp sắt cứng nhắc. Cuối cùng cũng mở được hộp ra. Lần này lấy được một cái búa sắt cỡ lớn và một cái cuốc to. Tuy họ đã lấy được hết công cụ, nhưng đáng ngại là thời gian chỉ còn lại 8 phút. Mở ba chiếc hộp mất tận 52 phút. Người đàn ông có thể đập thủng tường trong vòng 8 phút không? Anh ta đập từng nhát vào bức tường. Cái lỗ trên tường càng ngày càng to, càng ngày càng sâu. Không lâu sau, anh ta đã đập được một lỗ nhỏ trên tường, nhưng cũng chỉ là một lỗ nhỏ mà thôi. Quy tắc trò chơi là anh áo cam phải chui ra ngoài. Tuy chỉ là một lỗ nhỏ, nhưng họ dường như nhìn thấy hy vọng. Người đàn ông trở nên hưng phấn hơn, nhưng thời gian không đợi một ai. Chỉ còn 6 phút nữa là cuộc chơi kết thúc. Đập vỡ tường trong vào 6 phút là một việc gần như không thể xảy ra. Để người chơi có trải nghiệm thú vị hơn, Just Dustin quyết định tặng cho họ một chiếc khoan điện. Just Dustin nói, cho dù tặng các bạn khoan điện, cũng không thể phải tường chỉ trong 6 phút. Điều này giúp nhóm người định từ bỏ lấy lại được tự tin. Đây là khoảng thời gian chạy nước rút. Hai người bạn cầm khoan điện khoan từ ngoài vào. Anh áo cam dùng búa đập từ trong ra. Khi thời gian chỉ còn lại 1 phút, anh áo vàng cuối cùng cũng chui ra được. Cuối cùng ba người vui vẻ chia nhau số tiền 10.000 đô. Trò chơi kết thúc tại đây. Nếu không có khoan điện, bạn cho rằng họ có thể phá tường